Trong vẽ kỹ thuật số, việc thiết lập cái không gian phối cảnh thì rất là quan trọng. Tuy nhiên trong Photoshop nó không có sẵn cái công cụ để cho bạn làm việc đó. Thì bài này sẽ là cái cách để bạn dựng một cái không gian phối cảnh cho cái trong cái quá trình vẽ kỹ thuật số, để chúng ta có thể kiểm tra được các đối tượng nó theo cái quy luật phối cảnh. Đầu tiên chúng ta sẽ mở Photoshop và mở cái file mới. Chúng ta chọn cái nền đen, bạn chọn nền trắng cũng được. Chúng ta chọn nền đen để chúng ta thấy được những cái đường, những đường line của nó. Trước tiên thì chúng ta xác định đường chân trời. Bạn có thể xem cái đường chân trời nữa đây. Đây là đường chân trời. Và chúng ta có thể gạch một cái đường line, đường chân trời. Vấn đề bây giờ chúng ta sẽ tạo điểm tụ và các đường lưới phối cảnh bằng cách là chúng ta vào cái công cụ Polygon Tool. Chúng ta chọn cái Start. Chúng ta chọn cái Stroke. Chúng ta sẽ chọn cái Stroke cho nó một cái màu. Fill chúng ta sẽ không có đổi màu. Rồi. Size by chúng ta sẽ chọn nó là 99%. Đã, chúng ta chút xíu nữa các bạn sẽ hiểu được thông số này. Còn bây giờ cái size này chúng ta cũng sẽ chọn 100. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bạn sẽ thấy sẽ tạo ra được một ngôi sao có 100 cánh và cái đường bên trong so với cái đường bên ngoài nó là 99%. Chúng ta sẽ tạo như thế. Đây là điểm tụ. Chúng ta có thể tăng độ đậm nó lên bằng cách là chúng ta click layer sharp và chúng ta tăng cái độ đậm lên ở cái thickness trong cái bắt option này. Đây là 3 và đây là 1. Các bạn đã có được một cái điểm tụ rồi. Các bạn muốn di chuyển điểm tụ thì sao? Các bạn sử dụng cái mũi tên đen, bạn chọn cái điểm ở chính giữa này và chúng ta có thể điều chỉnh được, chúng ta có thể điều chỉnh được cái di chuyển được cái chúng ta có thể di chuyển được cái điểm tụ, giữ phím shift để di chuyển theo phương ngang. Chúng ta có thể di chuyển ở đây, có thể di chuyển như vậy. Rồi chúng ta có thêm một cái điểm tụ nữa thì chúng ta nhấn cái Ctrl Z, Command Z để chúng ta nhấn bảng và chọn sử dụng cái mũi tên trắng. Chúng ta click vào khoảng không và quét một cái hình chữ nhật để bắt được cái điểm ở chính giữa. Rồi đúng rồi, chúng ta sẽ kéo đi. Nếu bây giờ các bạn kéo đi là nó sẽ di chuyển cái điểm tụ nhưng nó vẫn giữ được cái phương của cái lưới. Chúng ta giữ cái phím shift để theo phương ngang. Tôi lấy ví dụ ở đây. Như vậy thì hiện tại bây giờ chúng ta có hai điểm tụ trên đường chân trời và cái đường lưới phối cảnh. Bạn có thể dựa vào đây. Bạn có thể rút lại và khóa cái này lại. Chúng ta tạo layer mới và chúng ta vẽ trên đây, vẽ theo phối cảnh.